Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em bài tập làm văn lớp 2 tuần 21-22. Ở bài này chúng ta sẽ học về đáp lời cảm ơn, xin lỗi, tả ngắn về loài chim. Trước khi bắt đầu bài học, các em cần ngồi vào bàn học thật ngay ngắn và chuẩn bị cho cô những vật sau. Đầu tiên là sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 tập 2. Tiếp theo là phiếu bài tập tập làm văn. Và cuối cùng đừng quên bút viết để viết bài các em nhé. Khi học, có chỗ nào các em chưa hiểu, các em có thể dừng lại hoặc xem lại video nội dung các em chưa rõ. Và nhớ dừng lại video khi làm bài tập các em nhé. Mục tiêu bài học ngày hôm nay, các em sẽ biết đáp lại lời cảm ơn trong giao tiếp thông thường, biết đáp lại lời xin lỗi trong giao tiếp đơn giản và bước đầu biết cách tả một loài chim. Để tìm hiểu nội dung bài học, các em sẽ hoàn thành phiếu bài tập cùng với sự hỗ trợ của cô và bố mẹ nhé. Chúng ta sẽ qua bài tập đầu tiên, đáp lại lời các nhân vật trong tranh dưới đây. Các em hãy quan sát tranh và xem tranh vẽ gì. À, tranh vẽ một cậu bé đã đưa một bà cụ qua đường. Khi được cậu bé đưa qua đường, bà cụ đã nói gì? Còn cậu bé trả lời như thế nào? Mình cùng nhau xem tiếp nhé. Sau khi qua đường, bà cụ đã cảm ơn cậu bé và cậu bé đáp lại. Không có gì ạ. Khi nói như vậy với bà cụ thì bạn nhỏ đã thể hiện thái độ gì các em nhỉ? Khi đáp lại lời cảm ơn, cậu bé rất vui vẻ, lịch sự và khiêm tốn. Vậy, ngoài ra, các em có thể tìm được câu nói nào khác thay cho lời đáp của bạn học sinh này không? À, các em có thể đáp rằng, có gì đâu ạ, bà và cháu qua đường sẽ vui hơn mà. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua bài tập số 2. Đáp lại lời cảm ơn của em trong các trường hợp sau. Chúng ta cùng đến với trường hợp đầu tiên. Giả sử như em cho bạn mượn quyển truyện, bạn em nói cảm ơn bạn, tuần sau mình sẽ trả. Với trường hợp này, các em sẽ đáp lại lời cảm ơn của bạn mình như thế nào? Các em hãy dừng video lại và viết vào phía bài tập nhé. Trong trường hợp này, các em có thể trả lời rằng không sao đâu, khi nào đọc xong cậu trả tớ cũng được. Hoặc chúng ta có thể đáp có gì đâu, cậu cứ đọc đi. Cũng có thể các em đáp rằng không phải vội thế đâu, cậu cứ giữ mà đọc, bao giờ xong trả tớ cũng được. Như vậy thì các em có thể thấy, ở trong một tình huống giao tiếp, không nhất thiết phải có một câu trả lời. Chúng ta có thể có nhiều câu trả lời khác nhau. Trường hợp tiếp theo, em đến thăm bạn ốm, bạn em nói cảm ơn bạn, mình sắp khỏi rồi. Với trường hợp này, chúng ta sẽ đáp lại lời cảm ơn của bạn như thế nào? Các em hãy điền vào phiếu bài tập nhé. À, trong tình huống này, các em có thể trả lời rằng ừ, cậu cố gắng ăn nhiều cho khỏe nhé. Hoặc, có gì đâu mà bạn phải cảm ơn. Hoặc các em có thể nói, bạn đừng nói thế, chúng mình là bạn bè của nhau mà. Các em lưu ý, chúng ta cần đáp lại lời cảm ơn với một thái độ thật lịch sự, nhã nhặn, khiêm tốn các em nhé. Bài tập 3, đáp lại lời các nhân vật trong tranh dưới đây. Các em hãy quan sát tranh và xem tranh minh họa nội dung gì nhé. Tranh vẽ bạn ngồi bên phải, đánh rơi vợ của bạn ngồi bên trái,
Bạn vội nhặt lên và nói xin lỗi bạn, tớ vô ý quá. Vậy các em đoán xem bạn ngồi bên trái sẽ trả lời như thế nào? Bạn ấy đáp không sao. Theo các em thì bạn có sắp bị rơi thể hiện thái độ gì khi nhận lời xin lỗi của bạn mình? À, bạn rất là lịch sự và thông cảm với bạn của mình. Như vậy thì trong trường hợp nào chúng ta cần nói lời xin lỗi? Chúng ta cần nói lời xin lỗi khi làm điều gì đó sai trái, không phải với người khác, khi làm phiền người khác, khi muốn người khác nhường cho mình làm việc gì đó trước. Và khi nhận được lời xin lỗi thì ta nên đáp lại lời xin lỗi của người khác với thái độ như thế nào? Trong mọi trường hợp thì chúng ta nên thể hiện thái độ lịch sự, biết thông cảm, biết kiềm chế bực tức vì người mắc lỗi đã nhận lỗi và xin lỗi mình. Các em nhớ nhé, khi ai đó làm phiền mình và xin lỗi, chúng ta nên bỏ qua và thông cảm cho họ. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua bài tập thứ tư. Đáp lại lời xin lỗi của em trong các trường hợp sau. Chúng ta cùng đến với trường hợp đầu tiên. Giả sử như một bạn vô ý đụng người vào em, vội nói, xin lỗi, tớ vô ý quá. Trong trường hợp này, các em sẽ trả lời như thế nào? Cô tin chắc rằng các bạn cũng sẽ đều bỏ qua và nói, không sao, hoặc bạn chỉ vô ý thôi mà. Trường hợp 2. Một bạn nghịch làm mực bắn vào áo em. Xin lỗi bạn, mình lỡ tay thôi. Trong trường hợp này thì các bạn sẽ trả lời như thế nào? Các em hãy điền vào phiếu bài tập nhé. À, trong những tình huống này thì chúng ta cũng sẽ nên bỏ qua cho bạn, thông cảm cho bạn và nói không sao hoặc lần sau bạn cẩn thận hơn nhé. Như vậy là các em đã biết đáp lại lời xin lỗi trong các tình huống giao tiếp thông thường rồi đấy. Cô hy vọng rằng khi gặp những tình huống này ngoài thực tế thì các em cũng sẽ lịch sự, thông cảm và bỏ qua hết nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài tập thứ 5. Đọc bài văn sau và làm bài tập. Bài văn này miêu tả một loài chim, đó chính là chim chích bông. Bây giờ các em hãy dừng video lại và đọc bài văn này một lần nhé. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc lại. Chim chích bông. Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà hai cái chân tâm ấy rất nhanh nhẹn, được việc nhảy cứ liên liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu, cánh nhỏ mà xõa nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bông tí tẹo, bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. Cặp mỏ tí hon ấy gấp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. Nó khéo biết mo những con sâu độc ác nằm bí mật trong những thân cây mảnh dẻ, ốm yếu. Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em, mà còn là bạn của bà con nông dân. Bây giờ các em hãy tìm những câu miêu tả hình dáng của chim chích bông và điền vào phiếu bài tập nhé. Những câu miêu tả hình dáng của chim chích bông gồm những câu sau đây. Chích bông là một con chim bé xinh đẹp. Tiếp đó, tác giả đã miêu tả hai chân của chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Và hai chiếc cánh của nó thì nhỏ xíu. Ngoài ra, cặp mỏ của chích bông thì tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Cô tin chắc rằng các bạn đều đã tìm được những câu văn miêu tả hình dáng của chim chích bông này rồi đúng không? Các bạn giỏi lắm! Tiếp theo, các em hãy tìm cho cô những hoạt động của chim chích bông. Các em đã tìm được những câu nào rồi?
Mình cùng nhau sửa bài nhé. Đầu tiên, hai chân tâm ấy rất nhanh nhẹn, được việc, nhảy cứ liên liến. Tiếp theo, tác giả tả đến cánh nhỏ mà xỏ nhanh vun vút. Và cặp mỏ tí hon ấy gấp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. Nó khéo biết mo những con sâu độc ác nằm bí mật trong những thân cây mảnh dẻ, ốm yếu. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu bài văn Chim chích bông. Qua đó, cô muốn lưu ý các em để tả một loài chim, chúng ta cần giới thiệu tên của loài chim đó. Sau đó, chúng ta sẽ miêu tả hình dáng của loài chim, ví dụ như bộ lông, đôi cánh, đôi chân, cái mỏ. Và tiếp theo là nói về hoạt động của nó, ví dụ như là bay, nhảy, tiếng hót, cách kiếm ăn, bắt sâu. Và cuối cùng, để bài văn được hay hơn, thì các em có thể nói về tình cảm của mình đối với loài chim được tả. Từ sơ đồ mà cô đã hướng dẫn, các em hãy viết vào phiếu bài tập từ 2 đến 3 câu về một loài chim mà các em thích hoặc đã từng thấy. Bạn nào viết được hơn 3 câu thì càng tốt nhé. Sau khi các em làm xong, có thể gửi về cho giáo viên chủ nhiệm của mình để sửa bài. Vậy là chúng ta đã vừa học xong bài tập làm văn, đáp lại lời cảm ơn, xin lỗi, tả ngắn về loài chim. Cô hy vọng sau bài học ngày hôm nay, các em sẽ thực hành đáp lời cảm ơn, xin lỗi trong mọi tình huống giao tiếp với thái độ thật chân thành, lịch sự để trò chuyện, giao tiếp, mang lại niềm vui cho chính mình và người khác các em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau. Và nhớ hạn chế ra đường, tránh những nơi tụ tập đông người, rửa tay thường xuyên để phòng tránh dịch bệnh các em nhé.